Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay: tuyên truyền phổ biến thông tin về lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh; doanh nghiệp ứng dụng số phát triển kênh tiêu thụ nông sản. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định liên quan về tắt sóng thông tin di động 2G, chuyển đổi sử dụng điện thoại thông minh để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh. Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh triển khai giải pháp kiểm soát, ngăn chặn kết nối vào mạng viễn thông di động về việc không cho phép các máy điện thoại di động mặt đất 2G không được chứng nhận hợp quy nhận kết nối vào mạng di động. Không được phép nhập mạng mới cho các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G, không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Tăng cường công tác thông tin và truyền thông tới người sử dụng dịch vụ các nội dung quy định về tắt sóng di động 2G, đồng thời công bố thông tin đấu mối giải quyết khiếu nại của khách hàng. Theo thống kê từ Sở Thông tin và Truyền thông, tính đến hết tháng 12 năm 2023, toàn tỉnh đã kích hoạt thành công trên 1,6 triệu tài khoản định danh điện tử, vượt chỉ tiêu Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Theo đó, người dân trong tỉnh đã bắt đầu làm quen với khái niệm chuyển đổi số, từng bước cài đặt và sử dụng dịch vụ số nhằm phục vụ công việc và cuộc sống. Dù còn những bất cập, khó khăn, song với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền trong triển khai các nhóm tiện ích nhằm mục tiêu hình thành công dân số, đặc biệt là sự tích cực vào cuộc, chủ động của người dân, Thanh Hóa ngày càng có nhiều công dân số có kỹ năng sử dụng công nghệ số trong giao tiếp và các hoạt động xã hội kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2024, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản về khung tiêu chí và phương pháp đánh giá xét công nhận mức độ chuyển đổi số cấp huyện và cấp xã phiên bản 1.0. Theo Cục Chuyển đổi số Quốc gia, khung tiêu chí và phương pháp đánh giá xét công nhận mức độ chuyển đổi số cấp huyện và cấp xã phiên bản 1.0 đã bao hàm nội dung xây dựng bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá xét công nhận mức độ chuyển đổi số cấp huyện. Dự kiến, khung tiêu chí gồm nhóm tiêu chí chung, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, mức độ chuyển đổi số bao gồm 5 mức độ: khởi động, kết nối, cơ bản, nâng cao, toàn diện. Mỗi tiêu chí xác định chỉ tiêu theo từng mức độ, giá trị các chỉ tiêu tăng dần và có bổ sung các tiêu chí khác của mức độ tương ứng. Văn bản cũng sẽ đưa ra hướng dẫn về phương pháp thu thập, đánh giá tương ứng để các địa phương tham khảo thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đưa hàng nông sản lên các nền tảng số đã và đang được các cơ quan chức năng và doanh nghiệp triển khai với các địa phương và ngành nông nghiệp để nông dân, các doanh nghiệp có thể tiêu thụ hàng hóa một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn, gia tăng giá trị hàng Việt trong giai đoạn hiện nay. Chú trọng lựa chọn những sản phẩm ô cốp chất lượng để quảng bá giới thiệu dưới dạng sản vật địa phương, xây dựng điểm tiêu thụ uy tín và lựa chọn được đối tượng khách hàng tiềm năng. Đây là hướng tiếp cận hiệu quả của công ty cổ phần dược liệu Triệu Sơn khi ứng dụng công nghệ trong thương mại điện tử. Với diện tích showroom rộng rãi, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, cửa hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp 3 sao của công ty đã trở thành điểm xúc tiến thương mại để mạnh tiêu thụ các sản phẩm được chiết xuất từ cây sâm báo như đồ uống tăng lực sâm báo, rượu sâm báo, trà, cà phê sâm báo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tất cả các sản phẩm của công ty đều được nhận biết thông qua mã vạch, tem chiết xuất nguồn gốc để người dùng tiện tra cứu sản phẩm, tạo lòng tin, tăng độ uy tín của sản phẩm cũng như hình thức bắt mắt. Sản phẩm đa dạng chủng loại, phù hợp với nhiều độ tuổi, từng khẩu vị người dùng. Ngoài việc bán hàng trực tiếp, đơn vị còn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử như Facebook, TikTok, Shopee, Lazada, livestream trên nền tảng số và tích cực tham gia các hội chợ triển lãm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm cho du khách tại các khu điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Với cách làm sáng tạo đa dạng trên nền tảng số, công ty có mức tiêu thụ hàng nghìn sản phẩm một tháng.
Trong những năm qua, bên phía công ty chúng tôi đã dùng rất là nhiều hình thức các kênh trên thương mại điện tử để kinh doanh. Phía công ty chúng tôi cũng đã sử dụng rất là hiệu quả và để mang lại cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm và lan tỏa các sản phẩm này đến cộng đồng mọi người nhiều hơn, rộng lớn hơn. Không chỉ là doanh nghiệp có hai sản phẩm ô cốp đạt 3 sao và 4 sao, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Liệu Sướng, huyện Hà Trung còn xây dựng nhà máy chế biến lúa gạo liên kết sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm đã đem lại giá trị kinh tế cao cho hạt gạo xứ Thanh. Theo đó, công ty đã xây dựng nhà máy có dây chuyền xay sát lúa gạo hiện đại RS25P với công suất 10.000 tấn một năm. Nhà máy đi vào hoạt động, sản lượng chế biến lúa gạo đã tăng gấp 4 lần so với chế biến truyền thống. Đây là cơ hội để công ty phối hợp với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng thương hiệu bảo hộ độc quyền sản phẩm gạo nếp hạt cau Tiên Sơn Hà Lĩnh đạt ô cốp 4 sao. Cùng với đó, công ty cho ra đời sản phẩm gạo Tiên Sơn số 3 đạt tiêu chuẩn HACCP về kiểm soát an toàn thực phẩm. Ngoài kênh phân phối truyền thống chợ, siêu thị, doanh nghiệp thường xuyên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh với mức tiêu thụ trên 4.400 tấn gạo mỗi năm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là với các sản phẩm mà gạo chất lượng cao, thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Liệu Sướng đã đầu tư dây chuyền xay sát lúa gạo của công ty cổ phần cơ khí Sinco. Đây là một đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực xay sát lúa gạo. Thì với cái hệ thống mà dây chuyền xay sát lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Liệu Sướng, thứ nhất, chúng tôi đã nâng cao được cái chất lượng sản phẩm, đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng, kể cả những người tiêu dùng khó tính nhất. Thứ hai đó là tăng cái năng suất của cái việc xay sát lúa gạo, và để đảm bảo được cái chất lượng và sản lượng của nguồn nguyên liệu đầu vào, thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Liệu Sướng tiến hành mở rộng các cái vùng liên kết sản xuất đối với các vùng trong huyện Hà Trung nói riêng và cả tỉnh Thanh Hóa nói chung. Ngoài nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đối với cây lúa, thông qua hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hà Long, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Liệu Sướng đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa gạo của địa phương theo hướng liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững. Trong đó, công ty liên kết với các hộ nông dân trong quá trình canh tác, thâm canh cây lúa, áp dụng hoàn toàn phương pháp hữu cơ từ khâu giống, vật tư chăm sóc, thu mua sản phẩm theo chuỗi sản xuất, chế biến lúa gạo tập trung. Với việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tại tất cả các khâu, nên sản phẩm của công ty đã đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao của thị trường. Đối với cái đầu tư công nghệ cao, thì thứ nhất là phải thực hiện tốt cái công tác cái quy hoạch thành cái vùng cánh đồng mẫu lớn theo cái nghị quyết số 13 về tích tụ đất đai. Sau khi quy hoạch xong thì sẽ phối hợp với các cái doanh nghiệp, kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư. Thứ ba nữa là phải phối hợp với các nhà khoa học để về phân tích mẫu đất và chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư theo hướng hữu cơ để có cái chất lượng sản phẩm từ sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo được cái đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ ở trên thị trường. Trong suốt quá trình vừa qua thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, các hợp tác xã để cùng phối hợp với bà con nhân dân để thực hiện xây dựng các cái vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và chế biến. Thì trong thời gian tới thì với cái kết quả đã đạt được như hiện nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục tạo cái điều kiện để cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trực tiếp làm việc với bà con nhân dân và tạo ra cái định hướng là nó là quy hoạch các cái vùng sản xuất mà như vừa rồi chúng tôi đã làm, đã quy hoạch các cái vùng sản xuất ổn định cho nông nghiệp để phát triển cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp làm việc với các xã thị trấn để mà có được cái vùng nguyên liệu cho sản xuất. Thứ hai là tập trung đầu tư các kết cấu hạ tầng về giao thông, về thủy lợi để đảm bảo cái việc phục vụ cho sản xuất cũng như là phục vụ cho quá trình lưu thông vận chuyển hàng hóa trên địa bàn huyện ra các huyện lân cận được tốt hơn. Theo thống kê của Sở Công Thương Thanh Hóa, hiện nay toàn tỉnh có 100% doanh nghiệp đã đầu tư thiết bị máy tính có kết nối Internet, 45% doanh nghiệp tổ chức cá nhân xây dựng trang web, fanpage thương mại điện tử, gần 6.000 tài khoản hoạt động trên các sàn thương mại điện tử. Qua 3 năm hoạt động, sàn giao dịch thương mại điện tử đã có trên 2 triệu lượt truy cập. Ứng dụng công nghệ trong thương mại điện tử không chỉ đơn thuần là cầu nối giữa đơn vị sản xuất và người tiêu dùng mà còn là kênh quảng bá giới thiệu nông sản của tỉnh đến với thị trường trong và ngoài nước, hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Chương mục Khoa học và Công nghệ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.